Rồi, cô gái chào toàn thể quý anh em nha. Thì hôm nay mình có quay một cặp chim cho anh em tham khảo nha. Cặp chim này là 4 tháng hơn rồi nha anh em. Hàng này là anh em khỏi lo về vấn đề nước dù bài lói nha anh em. Đây, quay cận cảnh từng chi tiết cho anh em xem. Chứ để AV bự quay không có lấy chi tiết được nha anh em. Mình xuống đây từng cặp như vậy cho anh em lựa cho nó dễ. Thì anh em nào mới mới chơi dòng chim Minh Di thì còn phân vân này kia, chứ anh em chơi rồi thì khỏi cần phải bàn nữa nha, chỉ có nước xuống tiền thôi. Những cặp chim này là mình nói thẳng luôn, mình muốn bán là mình bán từ lúc 1-2 tháng rồi. Thật sự là mấy cặp chim này là mấy cặp chim tiễn mình để lại chơi không à, nhưng mà do hôm nay chuẩn bị nhập lồng với lại nhập chim về anh em, nên mình cũng kẹt vốn, nên mình cũng muốn đưa mấy cặp này đi. Chứ mình muốn bán là mình bán 1-2 tháng rồi, mấy cặp này là những cặp tiễn không à. Con chim này á, là nó tầm hơn 4 tháng rồi. Đây, những anh em nào chơi dòng chim Minh Di thì biết á, dòng này á, là nó thổ tốt tiếng nha anh em. Thổ này là thổ nó hơi gặt nha, nó cấn sấm nha. Ổ cấn sấm cặp này á, thì nó cũng có gái gù tên Navi rồi. Rồi đấy. Rồi tới gần cuối clip rồi mình sẽ chèn cái clip nó gái cho là nó thúc ở trên đây cho anh em nghe nha. Mình mới bắt nó xuống con bữa hai bữa rồi nó đã thúc rồi đó. Nó thúc con mái rồi. Đây, quay về cận cảnh từng chi tiết cho anh em xem nhìn cặp chim đó nha. Cườm quy chân rồi là nói chung lại là đẹp nha anh em, chứ không có xấu chim, hình hài cũng to con nha. Cái dòng này là dòng thổ nó cứng sấm, nó thổ như là kiểu nó đặc đặc á anh em. Ở mình nó là kêu thổ cứng sấm, còn anh em thì kêu gì kiểu loại gì mình cũng không biết nha, tại vì cái âm giọng thì nhiều nhiều dùng nó phân biệt phân chia gây khác nhau hết nha. Quay lấy từ xa gần cho anh em tham khảo. Thì bên kia buôn bán từ đó giờ là uy tín với anh em, có sao thì nói vậy cho anh em thiệt thà. Thì anh em quan tâm, anh em thích thì giao lưu, còn không thích thì anh em xem vui vẫn được nha, chứ mình cũng không có ép ai, mình cũng không có nói người này người kia nha. Anh em trải nghiệm mỗi dòng chim bên trại nào á, thích trại nào thì mua chạy đó nha. Cặp chim này là mình bảo hành cho anh em từ A tới Z luôn nha. Bảo hành chống mái, bảo hành chuẩn ma lai, bảo hành cho anh em là thổ tốt tiếng, tại vì nó gái rồi mình nghe rồi, còn cỡ này mình phân biệt chống mái rồi nên mình dám mạnh miệng là bảo hành cho anh em nha. Còn cái dòng này là bài lối gù ok. Đây, thôi cho anh em xem bộ quy nó khích gịch luôn. Đây, con này chắc là con trống nè. Nhiều anh em trên Facebook á, mua chim của mình á, thì cũng biết mình rất rành rồi. Còn những anh em mới bên YouTube này á, thì chưa biết á, thì mình cũng nói sơ sơ cho anh em hiểu. Anh em thích chạy nào, quen chạy nào thì mua chạy đó. Chim mà cảm thấy như là ok vừa mắt anh em á, thì anh em xuống tiền nha. Đây. Rồi, thì bây giờ cặp chim này mình sẽ báo giá cho anh em luôn đó là 3 triệu rưỡi nha anh em. 3 triệu rưỡi mình có gửi xa nha. 3 triệu rưỡi đó là bao gồm là mình sẽ bảo hành cho anh em là chuẩn ma lai, bài lối, thổ tốt tiếng. Bảo hành chống mái cho anh em. Ra hai mái là tặng anh em một cặp khác. Cái này là chim cặp, chim riêng nha anh em. Cái này nó tầm hơn 4 tháng rồi. Rồi giờ anh em xem cái clip hôm bữa mình quay nó được có thúc nè, mới bắt xuống cái AV nhỏ thúc nè. Rồi, xin cảm ơn anh em đã xem clip nha. Chào tạm biệt quý anh em nha.